Xin chào tất cả các bạn, và chúng ta lại gặp nhau ở một quốc gia mới. Và nếu mà các bạn đoán, các bạn không thể đoán được rằng là hiện nay Đại Trên đang ở quốc gia nào đâu. Có thể các bạn biết rằng là hiện nay mình đang ở châu Phi, nhưng mà quốc gia nào thì các bạn chắc là không thể đoán ra được. Bây giờ mình sẽ bật mí luôn. Mình vừa tới thủ đô Juba của, đúng rồi, Nam Sudan các bạn ạ. Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới. Quốc gia này mới giành độc lập năm 2011, có nghĩa là cách đây mới chỉ mới 12 năm. Và thủ đô Juba, và hơn thế nữa đấy, quốc gia này cũng là một trong những quốc gia mà khó nhằn nhất đối với khách du lịch, có nghĩa là rất khó tới thăm. Và tại sao mình đang ngồi ở đây, ở chỗ này, lại cái chân đang ngồi là nhà hàng của khách sạn mà mình đang ở thủ đô Juba? Tại vì đơn giản là ở Juba này, ở quốc gia này nói chung ấy, và ở Juba nói riêng, là có những cái quy định rất là nghiêm ngặt về quay phim chụp ảnh. Các bạn không thể có thể tự tiện ra ngoài quay phim chụp ảnh một cách bình thường như quốc gia khác, mà phải có một cái gọi là cái permit, gọi là cái giấy phép. Và bây giờ người dẫn của mình đang đi làm nhiệm vụ, đi xin cái giấy phép đó. Nói chung ở đây mọi cái rất là nghiêm ngặt, rất là mọi cái rất là khó khăn, không đơn giản chút nào hết. Và đây là khách sạn của mình ở Nam Sudan. Và chắc chắn các bạn thắc mắc một điều là khi tới các quốc gia xa xôi hẻo lánh như thế này và ăn các loại thức ăn nặng mùi như này thì việc chăm sóc răng miệng sẽ diễn ra như thế nào? Và đây là câu trả lời và cũng là bà bối của mình. Tắm nước mini brushy. Vì đi dài ngày do vậy mình luôn ưu tiên mang những cái đồ nhỏ gọn mà có thể sử dụng được lâu dài. Tắm nước mini brushy là một người bạn đồng hành hoàn hảo. Mà một lợi điểm nữa của tắm nước mini brushy là các bạn chỉ cần sạc một lần là có thể sử dụng được 3 đến 4 tháng. Pin rất là trâu, 9-10 ngày rồi mà vẫn khỏe như này. Và hôm nay có 3 chế độ mình hay dùng ở chế độ surf với xung tần là 2200 nhịp một giây, giúp đẩy cạn thức ăn ra một cách rất là hiệu quả và rất thích hợp cho những người có lợi nhạy cảm như mình. Và để răng miệng được khỏe mạnh thì mình thấy các bạn nên lựa chọn một sản phẩm chăm sóc răng miệng hiện đại như tắm nước Brushy. Sản phẩm này đặc biệt thích hợp cho các bạn hay đi công tác xa. Và mang một cái tắm nước nhỏ gọn như này giá chỉ khoảng tầm 600-700 và kích thước chỉ bằng một cái điện thoại thôi. Và nếu bạn nào muốn mua combo sản phẩm này với giá ưu đãi thì link sản phẩm cũng như mã giảm giá dành riêng cho khán giả của kênh Lại Nghe Trần mình để trên tiêu đề cũng như dưới phần bình luận được ghim. Và việc đầu tiên khi đến đây ấy là bọn mình phải đi đổi tiền. Đổi tiền ở đây thì có tỷ giá chính thức và tỷ giá ngoài chợ đen, và người hướng dẫn đã bảo mình ra ngoài chợ đen để đổi tiền thì sẽ có một cái tỷ giá trao đổi cao một chút so với tỷ giá chính thức. Ở Nam Sudan hiện nay vua ngoại tệ là đồng đô la Mỹ. Sau đó đến các ngoại tệ ở các quốc gia láng giềng của Nam Sudan, ví dụ như đồng shilling của Kenya hay tiền của Uganda. Kể cả đồng euro mà lại người chân mang theo cũng rất khó đổi. Phải rất vất vả mới tìm được một nơi chấp nhận tiền euro. Và ngược đời hơn nữa là trong khi trên thị trường thế giới, đồng euro mạnh hơn đồng đô la, tuy nhiên ở đây, các bạn đổi tiền euro sẽ được ít hơn đồng đô la. Những nơi đổi tiền ngoài chợ đen như này nhan nhản khắp trên các con phố và họ hoạt động một cách rất là tự nhiên, không phải là bất hợp pháp. Và cái công đoạn thứ hai là công đoạn phải đến sở cảnh sát để đăng ký. Bất kỳ một người nước ngoài nào đến đây cũng phải đăng ký ở sở cảnh sát. Đăng ký phải đi qua rất nhiều cơ quan, rất nhiều cái thủ tục khác nhau, phải ký tá rồi là phải điền rất nhiều loại đơn, cuối cùng thì cũng có được cái giấy, gọi là cái giấy đăng ký dành cho người nước ngoài khi tới đây. Và đây là những cái giấy tờ mà bạn có được sau khi sẽ đăng ký ở cơ quan cảnh sát. Bất kỳ một người nước ngoài nào đến đây cũng phải đăng ký. Và cái việc thứ ba nữa là phải đi mua một cái sim card để kết nối với thế giới bên ngoài. Đơn giản là vì trong những ngày tới là bọn mình sẽ đi tới những vùng rất là sâu xa và để thăm những cái bộ lạc rất là thú vị, rất là độc đáo của Nam Sudan. Do vậy mà khả năng ở đó là sẽ không có sóng. Giá Internet ở Nam Sudan cao ngất ngưởng và chắc chắn là một trong những quốc gia có giá Internet đắt nhất. Ví dụ mua một cái sim card có dung lượng là 3GB, bạn phải trả tầm 17 đô la Mỹ.
Và kế hoạch của lại người chân ở Nam Sudan là sẽ là 10 ngày. Và trong thời gian đó ấy, thì mình sẽ đi thăm rất nhiều bộ lạc khác nhau, đưa các bạn đến rất nhiều trải nghiệm thú vị và độc đáo từ quốc gia này. Và cũng sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều những cái hình ảnh độc nhất vô nhị, hình ảnh thực tế nhất là cuộc sống của người dân Nam Sudan, một quốc gia đối với chúng ta vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn và có một gì đó cũng khá là không có nhiều thông tin về, đúng không ạ? Và thực lòng mà nói thì trước khi đến đây mình cũng có một gì đó khá là lo lắng một chút, tại vì không biết là cái cuộc hành trình, cuộc phiêu lưu của mình ở đây sẽ như thế nào. Tại vì mình biết trước, đọc nhiều thông tin từ đầu ấy thì thấy là ở đây là nhiều cái rất là khó khăn và đi lại cũng rất là khổ sở, vất vả, chứ không như các quốc gia khác. Do vậy mà các bạn hãy đón chờ cuộc hành trình, cuộc phiêu lưu của Lại Người Chân ở Nam Sudan nhé. Chắc chắn sẽ rất là gay cấn và thú vị đấy. Và Nam Sudan là một trong những quốc gia mà có cái tỷ lệ tham nhũng bậc nhất nhì thế giới. Do vậy mà nếu mà các bạn không có cái giấy phép để chụp ảnh ở đây thì là các bạn sẽ gặp trở ngại rất lớn khi mà bị bắt gặp. Và để có cái giấy này thì các bạn phải khai tất cả các thông số và cái máy các bạn sẽ dùng để người ta đăng ký cho bạn, người ta cấp cho bạn cái giấy đó. Và trước hết cho các bạn xem một chút cái cảnh đường phố ở thủ đô Juba của Nam Sudan từ khách sạn của mình. Nói chung đường phố khu này thì không có gì đặc biệt lắm, nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ có cái giấy phép chụp ảnh đó để chúng ta đi vào trong phố để tìm hiểu cuộc sống ở đây. Và sau khi có cái giấy chụp ảnh quay phim rồi, Lại Người Chân cùng người hướng dẫn mới dám xuống phố để đi dạo. Và ấn tượng đầu tiên về thủ đô Juba của Nam Sudan là đường phố ở đây rất là bẩn và bụi. Trên các con phố có rất nhiều người bán dạo đủ các loại hàng hóa, và các con phố ở đây đại đa số là không được trải nhựa và vẫn còn bằng đất. Và chất lượng thì như các bạn có thể thấy được ở trong những hình ảnh này. Và có một điểm khá giống với Việt Nam chúng ta, đó là ở đây có rất nhiều người chạy xe ôm. Có vẻ như xe ôm cũng là một loại phương tiện di chuyển khá phổ biến ở Nam Sudan. Và các con phố chính mới được trải nhựa, và các bạn thấy đây cũng bụi mù bụi mịt. Thậm chí nhiều con phố chính cũng vẫn còn bằng đất và chưa được trải nhựa, ví dụ như con phố này chẳng hạn. Ah, this one. So this is Konyakonya now. The one we left behind is Melekia. And out there is the market. Konyakonya market. What does it sell? Và dọc hai bên phố có rất nhiều quán ăn bán đồ ăn đường phố. Tuy nhiên cạnh nhiều quán ăn thì điều kiện vệ sinh cũng không được đảm bảo cho lắm, tại vẫn còn khá nhiều hệ thống cống rãnh chảy qua đây và nước thì khá là ô nhiễm. Quay phim chụp ảnh cảnh đường phố không sao, nhưng mỗi khi quay trực tiếp hoặc cụ thể một người nào đó thì bọn mình luôn vào hỏi ý kiến và xin phép.
Hello. Hello. Welcome. Ana ismi Pitia. Pitia, naam Pitia. Ma fi kalam Pitia. Ya sakarin siya. Ya salam, ma sha Allah. Ya anna yana wa nas mashkulin. Aywa. Derna tuba klatu. Ya salam, ma fi kalam ya Pitia. Na khabe kum pak. Shukran, shukran. Na khabe kum tabi ya Pitia. Ma fi kalam ba ba. Ya rashu. Shukran, 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 shukran. Gaji. Và ấn tượng ban đầu của mình về người dân Nam Sudan cũng khá là tích cực. Thông thường thì họ cũng không phản đối việc quay phim chụp ảnh họ, và họ cảm thấy cũng khá là bình thường. Tuy nhiên, Nam Sudan là một trong những quốc gia có tỷ lệ tham nhũng cao nhất thế giới. Do vậy mà thận trọng luôn là điều không bao giờ thừa, và bất kỳ một điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả khi bạn có trong tay giấy phép được chụp ảnh quay phim. Ở Nam Sudan, lương thực thực phẩm không thiếu, và phần lớn các loại rau, củ, quả đều được sản xuất và trồng trọt ngay tại quốc gia này, chứ họ không phải nhập khẩu từ các quốc gia khác về. Một số loại thức ăn khá giống với thức ăn của nước láng giềng Ethiopia, ví dụ như loại bánh rất là giống bánh cuốn của Việt Nam này. Và cô bán hàng này còn cười rất tươi khi được quay phim nữa. I know that one because I saw it in Ethiopian. But it tastes different. It's a different. Okay. Mật ong rừng lấy từ tự nhiên được bán rất nhiều ở đây. Và đặc biệt một loại thức ăn mà rất phổ biến đối với người dân Nam Sudan đó là loại bột được xay ra từ hạt lạc. Chúng ta đang đi trên một trong những con phố sầm uất và tấp nập nhất ở thủ đô Juba, đơn giản bởi con phố này dẫn tới khu chợ lớn nhất ở thành phố này. Và hai bên phố thì vẫn có rất nhiều các anh xe ôm ngồi chờ khách. Ngoài xe ôm ra thì ở đây một phương tiện nữa cũng rất phổ biến, đó là một loại xe túc túc khá phổ biến ở nhiều nước. Do việc quay phim chụp ảnh ở Nam Sudan rất là khó khăn, do vậy mà mỗi thước phim, mỗi cảnh quay được đều là một cái gì đó mình cảm thấy rất là trân trọng và quý. Một số đồ lưu niệm được làm thủ công, những chiếc vòng đeo rất là đẹp. Perfume. This is perfume. Local perfume. They make woods, you know. Oh. Salawat. Yes. Anagurlo. They we have. Malet, malet, malet. Souvenir for your wife. She love it. Nước hoa nguyên chất rất là thơm. Đây là cái gỗ mà họ đã dùng để hơ trên lửa, sau đó lấy cái
lọc ra để trưng cất để lấy cái mùi của nước hoa. Và cái mùi này có vị thơm đặc trưng như bất kỳ một cái loại nước hoa thượng hạng nào mà các bạn có thể mua ở những cửa hàng sang trọng. Rất ấn tượng, rất là thơm. It's a fish from Nile, so they dry it with salt. Powder. Dry okra. Dry okra. Ah, dry. It's a dry okra. Let's go. Salam mama. Salam mama. Salam mama. Alhamdulillah. Welcome. Welcome. Thank you. Các bạn thấy không, thực chất là người dân ở đây họ rất là niềm nở và họ cũng rất là nhiệt tình chào đón. Vẫn là những cảnh đường phố rất là nhộn nhịp và cũng rất là bụi bặm ở Juba. Và có một điều bạn nhận ra ngay khi đi dạo trên các con phố ở thủ đô Juba, đó là người dân Nam Sudan rất là cao, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ. Ví dụ người dân bộ lạc Tinka ở Nam Sudan được coi là bộ lạc cao nhất thế giới, nơi cả đàn ông và phụ nữ đều có chiều cao trung bình là trên 1m8. Hiện nay bộ lạc này đã có một nếp sống khá là hiện đại và họ sống rất nhiều ở thủ đô Juba. Những người cao kèo như này các bạn có thể gặp ở bất kỳ đâu ở thủ đô Juba. Và cũng trong buổi chiều hôm nay, người hướng dẫn đã dẫn lại người chân tới thăm đội tuyển quốc gia bóng rổ của Nam Sudan. Và sau đó là đã đến thăm câu lạc bộ âm nhạc của thủ đô Juba để xem những nghệ sĩ biểu diễn những bản nhạc truyền thống của Nam Sudan. Sáng ngày hôm sau, trong khi chờ đợi người hướng dẫn chuẩn bị để tiến hành một cuộc hành trình kéo dài 10 ngày trên đất Sudan, lại người chân đã đi ra ngoài phố một mình và không thể ngờ được những gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Mặc dù cũng không dám đi quá xa mà chỉ luẩn quẩn xung quanh khách sạn mà thôi. Cái cảnh chúng ta đang xem là cảnh người dân chuẩn bị ăn sáng và những quán ăn đường phố chuẩn bị các món ăn sáng để đón khách. Mặc dù khá sớm, khoảng tầm 7 giờ sáng xong, đã khá là đông người bên hai phố. Và khách ở đây chủ yếu là đàn ông. Đàn ông họ ngồi rất nhiều ở hai bên đường phố để ăn sáng và để thư giãn. Và điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Một người đàn ông mặc thường phục, tự xưng là cảnh sát, tiếp cận lại người chân và muốn được xem giấy tờ tùy thân. Sau khi tra hỏi là lại người chân liệu có phải là nhà báo, và sau khi đã xem tất cả những tấm ảnh và tấm video mà mình vừa quay,
Anh ta đòi tịch thu tất cả tư trang của lại người chân kháng cự và tất cả những người xung quanh quay tới xem, tạo nên một cảnh khá là hỗn độn. Và lại người chân yêu cầu được gọi điện cho người hướng dẫn, song anh ta không đồng ý. Sau khi không giằng được tư trang của lại người chân, anh ta đã gọi điện và một lúc sau có một vài đồng nghiệp nữa tới và yêu cầu lại người chân cùng về đồn với họ. Đây là cảnh mà lại người chân rất may là quay được ở trong đồn cảnh sát. Họ kiểm tra tất cả các loại giấy tờ, bắt được xem tất cả những video mà lại người chân vừa quay. Tuy nhiên rất may họ không bắt xóa, do vậy mà những cảnh đó vẫn còn lưu lại được. Sau đó họ đưa lại người chân từ phòng này sang phòng khác, phải 3-4 phòng ban, và mãi sang phòng thứ 3 thì yêu cầu của lại người chân là được gọi điện cho người hướng dẫn mới được đền đáp. Sau khi người hướng dẫn tới, họ lại đưa hai người từ phòng này sang phòng nọ nói chuyện rất là nhiều. Và sau khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ thì họ đưa hai người ra một quán copy để photo các loại giấy tờ, các loại giấy phép và hộ chiếu của lại người chân. Tất cả các ban phòng của đồn cảnh sát này đều không có một máy photocopy nào hết. Và photocopy giấy tờ xong, quay trở lại một lần nữa để nói chuyện với một phòng khác nữa. Và sau khoảng tầm gần một tiếng đồng hồ thì họ thả hai người. Và sau khi được thả thì theo lời hướng dẫn, lý do lại người chân bị bắt là do đi một mình ở ngoài đường và không có sự hộ tống của người hướng dẫn. Rất may là tất cả các loại giấy tờ đầy đủ cả, do vậy mà lại người chân không phải trả bất kỳ một đồng tiền hối lộ nào. Tuy nhiên theo lời người hướng dẫn, nếu thỏa thuận ngay từ đầu với người mà bắt được lại người chân thì khả năng là mình sẽ phải trả một số tiền hối lộ cho anh ta là vụ việc sẽ được coi là xong xuôi. Và trong chuyến đi này mình cũng có cơ hội được đến thăm một gia đình của người Nam Sudan. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến đây để xem là cái gia cảnh của họ ra sao. Đây nó đúng hơn là một đại gia đình. Và trong đây là những ngôi nhà của những anh em thuộc một gia đình. Nhà đây các bạn thấy là họ dựng chủ yếu bằng tre, nứa. Và nhà nó khá giả hơn một chút thì làm bằng gạch bao banh. Họ có một khu bếp riêng. Và ở đây bếp họ chỉ nấu bằng than củi là chủ yếu, chứ không có điện hoặc là ga như nơi khác. Khu bếp không được tiện nghi lắm nhưng mà họ sắp xếp cũng khá là ngăn nắp. Good morning. Morning to you. You making tea, right? Yes. Và có những ngôi nhà thì họ dựng cái khung bằng tre, gỗ rồi đắp đất lên. Nhưng chủ yếu là vẫn bằng tre nứa như thế này. Đây chúng ta ở bên trong của một gia đình. Giường cho hai vợ chồng, con cái có thể ngủ ở dưới nền nhà này. Không rộng rãi lắm nhưng mà cũng được cái là có điện. Nước sinh hoạt họ lấy từ một cái nguồn dành riêng cho cái khu phố này và đựng trong những cái thùng rất là to ở đây. Và ngày nào họ cũng phải dùng những cái can này đi lấy nước về dùng. Nước ăn uống, tắm giặt đều là nhờ vào nguồn nước này cả.
gạch bao banh họ mua về đã dự trữ sẵn ở đây, khi nào cần có thể dùng để xây nhà. 2800 dollar. Anh bạn này là làm nghề chạy xe, một dạng xe ôm. Đây là nhà tắm. Và ngay bên cạnh đây là nhà vệ sinh. Và các bạn cứ tưởng tượng nhà vệ sinh ở Việt Nam cách đây khoảng mấy chục năm như thế nào thì ở đây y xì như vậy. Và nếu mà bạn phải lỡ vào đây thì chắc là phải nín thở từ đầu đến cuối, khi nào ra thì thôi. Nói chung là cuộc sống của đại đa số bộ phận người dân Nam Sudan vẫn còn rất nghèo, kể cả ở thủ đô Juba như chúng ta vừa thấy. Còn đây là cái nhà khá giả nhất trong những ngôi nhà ở đây. Trong số những thiết bị của họ thì có bộ đi văng, có cái tivi. Và cũng chỉ ở mức đó mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào khám phá xem khu bếp của cái gia đình khá giả nhất là có những cái gì. Gia đình này cũng có một cái bếp đắp bằng đất tương tự, dùng than củi. Và có một cái thùng để nước riêng, và một số đồ đạc, nồi niêu, xoong chảo dùng trong bếp. À, gia đình này còn khá giả hơn là có bếp ga để nấu. Đây là toàn bộ khu bếp của họ. Mặc dù cuộc sống còn khá là đơn giản và thiếu thốn, tuy nhiên có một thứ mà may, rất may ở đây họ có không thiếu, đó là điện. Giờ anh bạn đi làm